Kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục kể chuyện vụ án trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những câu chuyện phá án ly kỳ, những góc khuất của thế giới ngầm và hành trình truy tìm công lý đầy cam go của các cơ quan điều tra. Hành vi của hung thủ manh động và tàn nhẫn đến mức nào? Hậu quả của vụ án là gì? Hãy cùng khám phá bí ẩn đằng sau vụ án này và cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc về ai là thủ phạm. Người xưa thường nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Câu nói này đã trở thành điển tích, được lưu truyền và nhắc đến nhiều trong các tác phẩm nghệ thuật văn học. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, cũng có rất nhiều anh hùng chỉ vì một phút yếu lòng, không kiềm chế được, để rồi có những việc làm đi quá giới hạn. Hành động này không chỉ khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ, mà còn đạp đổ hết danh dự bản thân đã gìn giữ, để rồi cuối cùng vướng vào vòng lao lý. Năm 2001, ở một vùng quê tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, nói đến ông Lê Xuân thì hầu như nhiều người trong xã đều biết. Hồi ấy, ông là người xã đội trưởng, luôn tận tâm với công việc, sống rất có trách nhiệm với mọi người. Ở tuổi 50, nhưng ông vẫn là mẫu người đàn ông lý tưởng mà không ít phụ nữ muốn thổ lộ tâm tình. Trong số đó có cô hàng xóm kém ông gần 20 tuổi, là người đã làm con tim ông xao xuyến, mà chuyện bắt đầu vào một đêm đầu tháng 6 năm 2001. Khi đó, ông Xuân phát hiện một bóng đen đang lúi húi trong vườn su hào của nhà. Nghĩ là kẻ trộm, ông Xuân nhón nhẹ bước, theo sát, rồi bất ngờ lao ra tóm cổ tên trộm. Nhưng bất ngờ thay, đó là cô hàng xóm láng giềng Huỳnh Thị Thơm. Với những bó su hào tang vật còn nguyên trên tay, chị Thơm chỉ còn cách van xin tha thứ và xin đền đáp ân tình. Ông Xuân nghĩ mấy búp su hào cũng chẳng đáng giá mấy, mà đây lại là người cùng xóm nên tha cho chị Thơm và cho luôn mấy củ su hào ấy. Chị Thơm mừng thầm trong bụng và lặng lẽ ra về. Khoảng 2 tuần sau, ông Xuân chạy xe máy đi thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng có công việc, thì chị Thơm xin đi cùng. Trên đường đi, do đường xấu nên khá sóc, khiến Thơm thỉnh thoảng lại bị đẩy dúi về phía ông. Và hình như chị Thơm cố tình ngồi sát vào người ông Xuân sau mỗi lần bị sóc ấy, khiến ông Xuân trỗi dậy cảm giác xao lòng. Ông càng thấy nóng trong người khi chị Thơm mạnh bạo ôm nhẹ người ông, tán dương ông bằng những lời ngọt ngào. So với bà vợ hom hem của mình, thì Thơm trẻ đẹp bội phần và ở cái tuổi 28 đầy sức xuân của cô, làm sao ông cưỡng nổi. Biết ông Xuân đang đấu tranh giữa việc có nên hay không nên đi quá xa với mình, chị Thơm chủ động tâm tình muốn đền ơn ông Xuân chuyện ông không làm bẽ mặt cô về vụ trộm su hào bằng những đêm ân ái. Và rồi, người đàn ông đang tuổi hồi xuân đã không cưỡng lại được sự quyến rũ của người đàn bà lẳng lơ, nên cuộc tình vụng trộm của họ đã bắt đầu trong một đêm trời cao nguyên se lạnh. Sau lần vụng trộm ấy, cả hai không hề hối hận về việc đi quá giới hạn của mình, mà chị Thơm còn trăn trở mơ mộng và ông Xuân thì cũng ngơ ngẩn mãi về mối tình với cô hàng xóm trẻ. Cái dãy cách nhà gần 3 cây số là nơi hò hẹn lý tưởng của ông Xuân và Thơm. Men tình ngày một nồng say khiến cả hai quên trách nhiệm người chồng, người vợ, mải lao vào cuộc tình ngoài luồng đầy mạo hiểm, phiêu lưu. Thậm chí, khi chồng và các con vắng nhà, Thơm chủ động gọi ông Xuân qua nhà mình. Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, tai họa đã bắt đầu xuất hiện khi người chồng sinh nghi từ những biểu hiện bất thường của chị Thơm và cả của ông Xuân mỗi khi gặp mặt. Trong khi chồng chị Thơm là anh M đang âm thầm tính kế, thì mẹ anh cũng cất công theo dõi. Bà mẹ chồng đã kể hết cho con trai nghe những nghi ngờ về con dâu mà theo bà là có cơ sở. Anh M lôi vợ ra tra khảo, hết dụ dỗ ngon ngọt lại hăm dọa đánh đập. Lúc đầu, chị Thơm còn cố cãi, nhưng bị chồng truy vấn gay gắt, phải nhận bừa là bị ông Xuân bắt ép. Lúc đó, M gầm lên vì giận dữ, nhưng rồi dường như trong tâm trí M chợt nảy sinh một âm mưu. Khi đó, M dịu giọng nói, nếu cô còn muốn làm vợ tôi thì phải giúp tôi trị tội lão già ấy. Chị Thơm chấp nhận mà quên rằng mối tình tội lỗi hơn 2 tháng qua với ông Xuân do chính cô ta chủ động. Sáng 29 tháng 8 năm 2001, theo kế hoạch của chồng đã vạch ra, Thơm đưa các con sang gửi nhà một người bà con. Sau đó đi gọi các anh Vui, Hiền là em và cháu M đến nhà Thơm họp cùng M. Hoàng, anh ruột M, Pháp, em ruột Thơm bàn kế sách trừng trị kẻ dám cướp vợ người khác. Sẩm tối cùng ngày, theo kế sách đã đưa ra, chị Thơm đem lúa sang nhờ say hộ.
lúc ông Xuân đang ở máy xay lúa thì Thơm thì thầm: "Hôm nay nhà em đi vắng cả, 8 giờ anh sang nhé. Nhớ đi theo đường bờ ao để chó không sủa." Sau khi Thơm đem gạo về, ông Xuân liền sang nhà chị Thơm. Khác với mọi lần hai người gặp nhau vội vội vàng vàng, hôm nay Thơm đòi cả hai phải cởi bỏ hết y phục để cuộc vui thật thoải mái. Ông Xuân tuy có hơi ngờ ngợ và định dừng lại, nhưng rồi đánh siêu lòng ôm chầm lấy Thơm mà không hề hay biết đó là đêm cuối cùng của cuộc tình vụng trộm. Vừa lúc ông Xuân đang ôm ghì lấy chị Thơm thì Mờ, Hoàng, Vui, Hiền, Pháp ập vào. Cả năm người cùng chĩa đèn pin vào giường, thét lên: "Nằm im!" Cùng lúc, áo quần của ông Xuân bị Mờ đá văng xuống đất. Bị bắt quả tang, ông Xuân run bắn người và ê chề khiếp hãi. Chị Thơm được mặc lại áo quần, còn ông Xuân sau khi ăn như một trận đòn hội đồng bị lôi ra phòng khách. Những người bắt ghen đã dùng một sợi dây cột cầu xách nước, dây thun cột hàng trói ông Xuân lại trong tình trạng không có quần áo và bắt quỳ dưới đất. Giấy bút được lấy ra, ông Xuân và cả chị Thơm bị bắt phải viết tường trình về quan hệ bất chính. Riêng ông Xuân phải viết đã ép buộc chị Thơm. Ông Xuân lại lục van xin, đám người kia không chịu và tiếp tục thay nhau đánh đập. Từ 20 đến 22 giờ, trong tình trạng thê thảm như vậy, ông Xuân phải viết 4 tờ tường trình kể lại sự thật mối quan hệ của mình với chị Thơm. Đến gần nửa đêm, đám người bắt ghen đi gọi bí thư đảng ủy xã đến chứng kiến. Thấy thảm cảnh của ông Xuân, ông bí thư yêu cầu cởi trói và cho ông Xuân mặc quần áo vào. Những người kia không chịu và đòi ông Xuân phải bồi thường danh dự cho gia đình mình, cùng với thiệt hại về tài sản do Mờ nổi ghen đập phá. Trước đây, Mờ có mua của ông Xuân một xe coupe 70 với giá 6,5 triệu đồng, chưa trả tiền. Nay Mờ buộc ông Xuân phải viết giấy rằng đã nhận đủ tiền bán xe. Không còn con đường nào khác, ông Xuân đành phải viết giấy theo yêu cầu của họ. Chưa thỏa lòng tham, đám người kia buộc ông Xuân viết luôn giấy giao chiếc xe Dream và chiếc máy xay sắt gạo của nhà ông cho chúng. Về phía vợ ông Xuân, bà cắn răng khi thấy chồng đang chịu nhục hình. Mờ dằn những trang giấy ông Xuân thú nhận thông dâm với vợ mình và giấy nhận nợ tài sản trước mặt vợ ông Xuân, đe dọa: "Nếu bà không đồng ý giao tài sản, chúng tôi sẽ khiêng chồng bà ra chợ bêu diếu." Thương chồng, bà vợ nuốt nước mắt, chấp nhận yêu cầu của chúng để cứu chồng. Hả hê với chiến tích cưỡng đoạt tài sản quá nhẹ nhàng, cả bọn làm gà ăn mừng. Nấu nướng xong, chúng dọn ra giữa nhà đánh chén tưng bừng và bắt ông Xuân quỳ ngay bên mâm rượu để nghe những lời mỉa mai, châm chọc. Lúc này, người tình của ông không còn nói những lời ngọt ngào ong bướm nữa, mà thay vào đó là những lời lẽ cháo trở chua ngoa. Chị Thơm công khai tham gia trò chơi tra tấn người tình một cách không thương tiếc. Sự cháo trở của Thơm khiến lòng ông Xuân đau xót và chất chứa đầy căm hờn người đàn bà mà kể từ bây giờ ông cho là rất đốn mạt, dù lỗi lớn chính là ở ông. Khi rượu đã no say, những kẻ chơi trò nhục hình ông Xuân cảm thấy hả hê với cuộc trả thù chưa từng có của mình, nên cởi trói, vứt quần áo trả cho ông. Được thả ra, ông Xuân nhục nhã ra về với những bước chân chịu nặng lòng thù hận. Bất giác, trong tâm trí ông Xuân nảy sinh một ý định trả thù những kẻ đã hạ nhục mình. Về tới nhà, ông Xuân bước vào căn nhà vắng lặng. Ông vừa phải chịu một cuộc tra tấn thân thể và danh dự tàn nhẫn nhất mà 50 năm làm người chưa bao giờ ông có thể nghĩ tới. Ông cảm thấy đau khổ và sợ hãi bởi cảm giác đối mặt với một ngày mới, với những điều khủng khiếp sẽ loan ra từ bia miệng thiên hạ. Và trong thời điểm rạng sáng đó, ông Xuân quyết định kết thúc mối nhục này, kết thúc cuộc đời để rửa tiếng xấu. Ông Xuân không dám lại gần vợ, xe sẽ ngồi xuống bộ ghế ra ngoài phòng khách. Lòng thù hận uất ức lại trỗi lên. Ông Xuân vào buồng, xách khẩu súng AR-15 định sang nhà Mờ nói chuyện. Nhưng vợ ông giằng lại. Ông giả bộ nghe lời vợ để bà vào ngủ lại. Ông Xuân cũng vào nằm. Nhưng đến 3 giờ 30 sáng, ông vẫn không tài nào ngủ nổi. Cuối cùng, ông quyết định viết thư tuyệt mệnh. Tôi, Lê Xuân, viết mấy lời để lại. Do không giữ gìn để dẫn đến sa ngã và mắc mưu một con đĩ, tôi không còn gì để thiết sống trên cõi đời. Rất mong được tha thứ. Tôi xin vĩnh biệt những người thân yêu và đồng đội. Viết xong thư, ông Xuân nghĩ rằng
chỉ có biến mất thì mới có thể gột rửa được sai lầm và những ê chề này. Nhưng ông không thể ra đi khi chưa rửa được mối nhục. Đặt lá thư tuyệt mệnh lên bàn, ông Xuân lấy khẩu tiểu liên AR-15 còn 9 viên đạn khoác vào vai, nhét thêm trái lựu đạn, mỏ vịt vào túi quần, bước ra cửa. Chẳng mấy chốc, ông Xuân đến giữa sân, nghe rõ tiếng vợ chồng Mờ đang cãi nhau. Ông đập cửa, giọng lạc đi vì phẫn uất. Vợ chồng mày ra đây, tao nói chuyện. Chúng mày quá lắm. Tiếng cãi nhau trong nhà im bặt. Mờ đứng sát gần cửa nói vọng ra. Ông về đi, có gì mai tính. Trong đầu đang ngùn ngụt ý chí muốn trả thù, ông Xuân giật cửa xông vào. Đoán trước sự việc nên Mờ đã chuẩn bị một cây gậy. Ông Xuân vừa ló đầu vào là bị tấn công ngay. Tuy nhiên, ông Xuân tránh được, đồng thời móc quả lựu đạn từ túi quần ra, nói với Mờ. Tao với mày chia đôi trái lựu đạn này và ném trái lựu đạn về phía Mờ. Mờ chụp lại và ném mạnh ra phía bờ ao, cách nhà khoảng 30 mét thì lựu đạn phát nổ và Mờ vùng bỏ chạy ra ngoài vườn. Ông Xuân bắn một phát súng chỉ thiên, rồi cầm súng chạy vào nhà, giơ súng bắn một phát vào chân trái chị Thơm lúc này đang run lẩy bẩy, lúi húi trốn ở khe hở giữa hai chiếc giường. Nghe tiếng súng nổ trong nhà, Mờ chạy vào liền bị Xuân bắn trúng một phát vào bả vai trái. Hiền là cháu Mờ kịp chạy ra ngoài, chi hô cầu cứu. Gây án xong, Xuân xách súng chạy vào rừng lẩn trốn. Lúc đó là 3 giờ 45 ngày 1 tháng 9 năm 2001. Nghe tiếng súng và lựu đạn nổ, người dân xung quanh ao ao kéo đến nhà vợ chồng Mờ, chứng kiến sự việc rất đông. Tin đồn này nhanh chóng lan ra. Tin lan nhanh đến nỗi khi trời vừa hửng sáng thì có đến cả ngàn người dân trong xã kéo đến, chật cứng quanh khu vực. Anh Mờ và chị Thơm đã được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bà Xuân lại một phen hoảng hồn vì chồng. Nghe phong thanh ông đã bỏ chạy vào rừng, bà như ngồi trên lửa. Trong căn nhà ông Xuân, cửa đóng kín mít, chỉ có công an, chính quyền mới được vào làm việc. Bên nhà Mờ thì căng hơn, vì đây là hiện trường vụ việc nên bảo vệ rất đỗi nghiêm ngặt. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lâm Đồng lúc đó, việc truy bắt và bảo vệ ông Xuân cùng gia đình cũng được triển khai khẩn cấp. Về phần ông Xuân, sau khi đã bỏ trốn lên rừng, ông chọn một cây gỗ to, vứt súng rồi nằm vật xuống, mặc cho người lấm lem đất, chân tay bị cây gai cào xước. Bị lên cơn sốt nặng, ông Xuân chìm vào một cơn ác mộng, rồi sau đó chợt bừng tỉnh vì cơn khát nước. Ông muốn cầm súng tự kết thúc cuộc đời mình, nhưng rồi ông lại nghĩ rằng việc đã xảy ra, ai cũng biết hết cả rồi. Phải đứng dậy mà sống, mà đối mặt với việc mình làm. Phải trả nợ đời, trả nợ vợ con và đối mặt với pháp luật. Suốt hơn 10 tiếng đồng hồ dằn vặt, đấu tranh với chính mình giữa rừng vắng, ông Xuân bụng đói cồn cào. Ông hoa mắt, không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cậu con trai 17 tuổi đang gọi. Bố ơi! Ông Xuân nhào tới ôm chầm lấy con, ăn ngấu nghiến hết phần cơm mà vợ đã chuẩn bị cho ông. Tình yêu thương với vợ con trong ông Xuân bỗng chợt lớn đến khó tả. Nhất là khi ông nghe cậu con trai nói rằng: cả nhà không ai trách giận gì bố, chỉ mong bố đừng nghĩ quẩn, kẻo chúng con mồ côi. Cậu con trai cũng nói rằng các chú công an đã bảo vệ và đồng ý cho con đi tìm gặp bố. Ông Xuân khóc, nói với con ý định ra đầu thú của mình. Ông nhắn với người nhà xin gặp đồng chí Nguyễn Phú Chuyển, khi đó đương nhiệm chức phó công an huyện, bố trí lực lượng công an lên khu đồi cách Ủy ban Nhân dân xã khoảng 4 km. Cho ông Xuân về đầu thú, bởi ông Xuân sợ bị anh em họ hàng nhà Mờ trả thù. Hàng ngàn người dân hiếu kỳ vẫn bao vây trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, chờ tin bắt ông Xuân. Do vụ án thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, công an tỉnh Lâm Đồng sau đó đã ra quyết định khởi tố bắt giam ông Xuân về hai tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Sau khi bị bắn, vợ chồng Mờ được đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị vết thương. Hậu quả, Thơm bị cắt cụt 1/3 giữa cẳng chân trái, tỷ lệ thương tật 51%. Mờ bị gãy phức tạp 1/3 trên xương cánh tay trái, tổn thương cơ vai trái, tỷ lệ thương tật 33%. Tổng chi phí điều trị hết hơn 12 triệu đồng. Vợ ông Xuân đã bồi thường một phần. Một năm sau ngày vụ việc xảy ra, đầu tháng 9 năm 2002, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa vụ án ra xét xử. Tại tòa, ông Xuân khai rằng, mặc dù rất giận chị Thơm,
nhưng do đã từng có tình cảm sâu đậm, nên ông không thể nào thẳng tay hại chị Thơm mà chỉ bắn vào chân để cảnh cáo. Còn về trái lựu đạn phát nổ bờ ao, ông Xuân khai rằng ông không chủ định dùng lựu đạn mà do khi móc lựu đạn từ túi quần ra, chốt lựu đạn bị vướng vào túi quần nên rơi tuột khỏi tay ông. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng ông không thành khẩn. Tại một bút lục hồ sơ thể hiện rõ ý định sát hại vợ chồng Mờ của ông cùng câu nói khi ông rút lựu đạn ném về phía Mờ: "Tao với mày chia đôi trái lựu đạn này." Vì những lẽ trên, hội đồng xét xử tuyên phạt ông Xuân 12 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là 15 năm tù. Cuối tháng 8 năm 2011, sau 10 năm thụ án, nhờ cải tạo tốt, ông Xuân đã được xét đặc xá trước thời hạn. Thời điểm xảy ra vụ án, Mờ bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nhưng trong khi công an đang tiến hành điều tra, Mờ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Gần 2 năm sau, Mờ đến công an trình diện và bị tòa tuyên phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo. Giờ mọi chuyện đã là quá khứ. Những người trong cuộc đã quá thấm thía chuyện thế thái nhân tình. Tình yêu trái khoáy, lòng thù hận đã đẩy họ vào con đường gây đau khổ cho nhau, để rồi tất cả đều phải trả giá. Cũng may là họ đã nhận ra sai lầm mà sửa chữa, làm lại cuộc đời. Câu chuyện đau thương ấy giờ đã có kết thúc đẹp khi họ vẫn là hàng xóm tốt của nhau và cùng đẩy lùi câu chuyện buồn năm xưa vào quá khứ. Hơn 23 năm đã trôi qua, bây giờ những người trong cuộc đều có cuộc sống mới. Nhưng vụ án chắc hẳn là bài học đắt giá cho những con người mạo hiểm với những cuộc phiêu lưu tình ái, với những oán hận, những cuộc trả thù tình.